Giải phóng mặt bằng cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn thành phố Tam Điệp có liên quan đến 621 hộ dân của 3 xã, phường. Sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được xác định là đất ở khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng ở đây đã được tháo gỡ. Các cơ quan chức năng của thành phố đang tích cực thực hiện các thủ tục hỗ trợ để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án. Từ khi đón nhận thông tin về chính sách hỗ trợ mới theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 15 hộ dân ở thôn Yên Lâm, xã Yên Sơn nằm trong diện thu hồi đất đã đồng tình cao, bởi mức hỗ trợ này sẽ giúp họ có điều kiện sớm ổn định cuộc sống khi phải thu hồi đất. Vừa rồi Hội đồng Nhân dân tỉnh ra cái nghị quyết áp cái giá đất vườn bằng 50% đất ở. Thì cái này dân chúng tôi là hoàn toàn nhất trí và ủng hộ cái đường lối chủ trương của Đảng và của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vâng, để mà coi như là bàn giao mặt bằng để mà thực hiện cái dự án đường cao tốc Bắc Nam. Thì đây là một cái tín hiệu rất mừng đối với bà con nhân dân. Thì tôi tin chắc rằng với cái sự nâng mức này thì nhân dân cũng sẽ đồng thuận, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc. Thế còn phía thôn thì cũng sẽ tuyên truyền vận động nhân dân là khi mà được tiếp nhận cái nâng mức hỗ trợ này thì sẽ khẩn trương rồi bàn giao mặt bằng để cho dự án đi vào hoạt động được thuận lợi. Khi được sự đồng thuận của các hộ dân, những ngày qua Hội đồng Giải phóng mặt bằng thành phố và các xã phường trên địa bàn đã tích cực vào cuộc khẩn trương để rà soát, xác định rõ các loại đất của các hộ dân bị thu hồi để đảm bảo công tác hỗ trợ được công bằng, chính xác, minh bạch. Thì chúng tôi đang tập trung phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng thành phố rà soát lại các cái thửa đất của các cái hộ gia đình mà nằm trên cái khu vực giải phóng. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền bà con nhân dân là về cái giá đất thì hiện nay là Hội đồng Nhân tỉnh đã điều chỉnh, thì đề nghị bà con nhân dân là chấp hành đúng cái pháp luật về cái việc giải phóng để thực hiện cái thi công cái đường cao tốc Bắc Nam. Từ chủ trương đúng đắn kịp thời của tỉnh cùng với sự vào cuộc quyết liệt cụ thể của thành phố Tam Điệp, nút thắt về giải phóng mặt bằng đã nhanh chóng được tháo gỡ. Tính đến ngày 2 tháng 3 năm 2021, đã có 505 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đối với các hộ còn lại, các cấp các ngành của thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, thực hiện các thủ tục để tiến hành hỗ trợ, thu hồi đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các khu tái định cư để người dân sớm có nơi ở mới. Thành phố quyết tâm đến hết tháng 3 năm 2021 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.